Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồng Phúc cho anh em. Tiếp tục clip bán máy cho anh em nha. Mình xin nhắc lại cái quy định mua máy bên mình luôn nha. Cọc trước cho mình cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel. Còn những máy mà nó trên tầm 3-4 triệu á thì anh em chuyển khoản cọc trước bằng Momo, Viettel Pay hoặc là chuyển khoản thẳng với mình nha anh em. Từ 300 tới 500.000 tùy theo máy nha. Rồi anh em chuyển khoản thẳng, nếu anh em chuyển khoản thẳng thì mình bao ship. Còn anh em mà chuyển khoản cọc thì mình chịu khó chịu phí ship cho mình nha, 35k Viettel, 35k tiền ship cho những cái khu vực tùy theo nha, gần xa. Mình thì ở bên Lâm Đồng nha anh em. Mình thì máy mình bán ra thì ship cố toàn quốc ha, anh em yên tâm. Cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán hàng cho tiền shipper nha. Máy mình bao test anh em 1 tuần thoải mái, bao đổi trả. Lục trặc cứ ba alo cho mình nha, thì mình sẽ đổi trả cho anh em cây khác nha. Rồi, không dài dòng nữa, tiếp tục clip hôm nay. Giới thiệu anh em con đầu tiên là con iPhone 5S này anh em. iPhone 5S 1V. Máy vỏ sale thay vỏ thấm nha anh em. Nó đẹp càng như mới luôn, y như máy bóng hộp luôn anh em. Giống máy nguyên riêng y chang, nhưng mà có sao nói vậy ha. Máy vỏ đã thay vỏ và men màng riêng nguyên. Ok nha anh em, men màng thì riêng. 5S 16GB quốc tế, bỏ sim xài nha anh em. Bỏ sim là xài ha, máy cực đẹp, dành cho nhà anh em xài máy phụ nha. 16GB. Ok, full vân tay, con này đến em giá 1350 nha. 1350 kèm sạc nhan kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Đó. Tiếp theo là một con Ri 4 Lút hàng, Ri 4 Lút bán hàng nha anh em. Con này thì ngoại hình đánh giá là sườn đẹp nha, lưng sao keng, xuất sắc cực nhẹ luôn. Kính đẹp keng sao keng, đại giá ngược lực cho anh em rồi. Con này bán hàng nên là RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em, màn hình 6 inch. Và pin con này là 3300. Đây, mình sẽ vô cho anh em coi cấu hình máy. 32GB nha anh em. RAM 332. Máy màn hình rất sắc nét nha, nguyên riêng. Chức năng ok nha anh em. Con này ra đi em giá 1750 nha. 175 kèm sạc trang kính cho anh em nha. Tiếp theo là con Samsung 30 màu xanh, máy nguyên riêng. Samsung 30 màu xanh, màn hình 6.2, RAM 232, pin 3400, máy đẹp, kính đại giá ngược lực cho anh em rồi. Chưa mở nguồn. Đó, Samsung 30 nha anh em. Samsung 30 chức năng full nha. RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 4000. Ok, con này ra đi anh em giá 1750 nha. 1750 luôn, kèm sạc nhan kính cho anh em luôn. Tiếp theo là con Samsung A600 bản hàng. Màu xanh rêu anh em. Màu xanh rêu nha. Màn hình 5.6, RAM 332. Pin con này là 3000. Đó, máy đẹp tầm 98%. Máy này 98 ha, sườn xước còn ok. Kính càng nha. Kính này 99 luôn. Máy cực đẹp. Samsung A600 nha anh em. Bản hàng ha, một sim. Máy nguyên riêng. Rồi, ra đi cho anh em giá 1.8 triệu nha. Con này 1.8 triệu kèm sạc nha, kính nha anh em. Tiếp theo là con Oppo A3s. Thay nắp sau rồi, mới căng luôn. A3s Oppo màu đỏ. Con này RAM 216 ha, màn hình 6 inch 2 và pin con này là 4230. Máy còn thuộc dạng đời cao nha anh em. Oppo A3s kính đẹp càng, cường lực mới lột ra nè. Màn hiển thị rất sắc nét. A3s RAM 216, chức năng ok, xài full chức năng, máy đẹp càng như móc hộp luôn anh em. A3s giá 1.7 triệu nha anh em. 1.7 triệu kèm sạc nhắn kính cực lực cho anh em thôi. Tiếp đến là con Ri 7 Rim thay vỏ sao đẹp như mới, màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin 3003, máy đã thay vỏ mới rồi, như bóc hộp luôn. Ri 7 và Rim màn đã dán cực lực cho anh em luôn, màn hiển thị sắc nét nha anh em.
đốm tránh thì người ta có một hai đốm nho nhỏ màn hình. Đó, anh nhìn được là có một hai đốm nho nhỏ nhé, không đáng kể nha anh em. Wi-Fi chức năng ok. Ribbon rim màn hình người ta có một hai phản quang nhẹ, một hai lót nhẹ phản quang nha anh em. Bên đây đẹp, bên đây một hai lót nhẹ phản quang. Đó, không ảnh hưởng gì hết anh em, còn rất là đẹp. Ribbon rim RAM 332, thay vỏ sao đẹp như mới rồi. Con này để anh em giá 1.6 triệu thôi nha, 1.6 triệu kèm sạc giác lực cho anh em rồi nha. Tiếp đến cho anh em là con Realme đi, con C12 máy keng ngoài thôi, con này để từ từ. Realme 5i đi, màu xanh lá mạ, màu xanh lá mạ. Realme 5i 4 mắt nha anh em, camera 4 mắt nha. Vỏ sau thì đánh giá là xuất sắc có nha anh em, không có được đẹp keng cái vỏ sau, còn kính thì bao đẹp, kính thì như mới luôn. Con này màn hình 5i 6.5 inch, RAM 464 và pin con này 5000 nha. Pin trâu bò ha, kính đẹp keng sạc pin luôn. Còn pin không biết. Ui con này hết pin rồi anh em ơi, tí mình sạc pin nha. Chức năng bao full ring cho anh em. Để anh em giá 2.2 triệu nha, 2.2 triệu. Kèm sạc và giá lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Máy chức năng ok luôn. Tiếp đến là một con Samsung A10s nguyên zin, nhưng mà cái kính camera người ta có nước nứt gì vậy này, vỏ sao hơi xước này, do anh thanh niên này xài không giữ máy máy mình thu lại luôn, nhưng mà không giữ máy nên nó có xuất sắc nhiều. Kính thì đẹp anh em, kính thì gắn cái lực mình lột ra rồi thì nó rất là đẹp, màn zin nha. Đó, hiển thị sắc sắc nét đẹp luôn. A10s nha anh em, cũng RAM 232, màn hình con này là 6.2 và pin 4000 nha. Đã giống con A10 nhưng mà chip xử lý nó mạnh hơn tí thôi. A10s phiên bản nâng cấp của A10, lưng xeo có xuất sắc. Đó, được cái là màn riêng nguyên riêng. A10s màu xanh để anh em giá 1850 1850, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha, 1850 nha anh em. Tiếp đến là một con Samsung A6+, kèm ốp lưng cho anh em luôn, ốp lưng da luôn. A6+ nha, màu xanh, A màu đen, màn hình 6 inch nha anh em, RAM 4, bộ nhớ 32, pin con này 3.500 nha. Máy nói chung ngoại hình còn đẹp bằng 97. A6 Plus chức năng full, A6+ nha anh em. Rồi chức năng ok nha. Con này ra đi anh em giá 2.6 triệu nha, 2.6 triệu kèm sạc cường lực đầy đủ cho anh em trước khi gửi máy. Tiếp theo là một con Samsung A50 Zin, Samsung A50 camera 3 mắt, lưng sau thì có xuất sắc này anh em, nhẹ thôi nha, kính keng như mới luôn, kính keng có vài cầu lông mèo nhẹ lắm không anh thua. Sườn đánh giá là còn cũng còn ok đẹp. Màn hình 6.4, RAM 4, 64, pin 4000, Samsung A50 vang bóng một thời của cái loại dòng Samsung dòng A50 nha anh em. Màn hình còn đẹp không ám ố nha. Máy đẹp, nói chung là đánh giá 97 nguyên riêng, giá 2.8 triệu nha anh em, 2.8 triệu kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy, giá 2.8 triệu nha. Anh em nào cần thì alo nha. Tiếp theo là con Samsung A70 anh em, A50 rồi giờ tới A70 nha. Đó, máy đánh giá thì có xuất sắc sau này. Đó, kính keng, kính xuất sắc nhẹ lắm không ăn thua. Anh em mua mình sẽ dán lại cho anh em nha. Con này màn hình 6.7 anh em, rất bự nha, RAM 6128, pin 4.500, quá ok. Màn hình hiển thị sắc nét A70, RAM 6, bộ nhớ 128 GB, quá khủng. Rồi, em này ra đi cho anh em giá 4 triệu nha, A70 4 triệu tròn. Màn hình nguyên zin, sắc nét hiển thị, giá 4 triệu nha. Kèm sạc và dán cường lực lại cho anh em trước khi gửi máy nha, máy cực đẹp, nói chung nhìn là kết ngay. Đó, 4 triệu tròn. Tiếp theo là một con Note 8 nè, Samsung Note 8 màu gold,
mặt sau là dán keo rồi. Máy này thì ok hết tất cả, người ta có một cái vết một miếng tróc phân tróc benzen nhẹ ngay góc là nhìn không thấy được rồi nè, còn như là kính cực đẹp. Đó, nó 8 màn hình 6.3, RAM 664, pin 3.3, mọi chức năng full, chỉ việc bỏ sim là xài hai sim nha anh em. Galaxy Note 8 Samsung màu gold cực đẹp. Đó. Con này ra đi anh em giá 4.2 nha. 4.2 kèm sạc dán kính cho anh em. Dán miếng keo thôi nha, mình không có cần lực cái máy đó nha. Tiếp theo là con Realme Pro bán hàng. Nguyên máy nguyên zin, đẹp tầm 97-98. Sườn anh em thấy đẹp ghê không? Không hề có xuất sắc nha. Đó. Lưng sao cực đẹp luôn. Realme Pro con này xài nói chung là quá chuẩn. Không biết giữ kiểu gì mà nó lại mới như thế này. Màn cực đẹp nha. Ám nhẹ thôi. Mấy cái dòng mà thực sự anh em là AMOLED thì nó sẽ bị ám, xài lâu. Con này có ám nhẹ nhẹ màn hình nha. Đây cần lực bề giống phải kính nha anh em, kính đẹp nha. Realme Pro. Bán hàng nha. Ok, con này cũng ra 332 nha anh em, màn hình là 5.5 và pin 3.6. Để anh em con này giá 1750 thôi, 1750 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp đến cho anh em là một con Samsung S8 cộng A8 Plus cho anh em. Máy đánh mặt sao đẹp này, kính keng không vút trước luôn, nhưng mà có một đốm màn hình nha. Rồi, một đốm góc nhẹ ra thôi, bao anh em không lan nha. Đó, đẹp hết toàn bộ, có đốm thôi, màn thì ám nhẹ thôi, không có đáng kể, xài còn ngon, bao anh em xài thoải mái luôn. Mấy con này là chức năng xài rất là sướng anh em, nó mạnh lắm. S8 Plus RAM 464, pin 3.5. Đó, Galaxy S8 cộng, chức năng camera thì anh em thực sự khỏi phải chơi, con này cực đẹp. Đó, camera rất là nét nha anh em. Ok, con này ra đi cho anh em giá 2.690 thôi, 2.690.000, quá rẻ nha anh em, cho một em S8 Plus nha. Anh em nào cần thì gọi nha, một máy duy nhất thôi, mua máy thứ hai mình cũng không có đâu nha. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây, thằng ấy chào cả nhà. Hẹn anh em clip ngày mai nha, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình. Chào anh em.